Cảm ơn Mạnh Bếu nhá. Và chúng ta còn trường hợp cuối cùng anh ạ. Trường hợp cuối cùng ngắn thôi. Không làm cái giải nữa. Vẫn là rank Nova. Nova 4, report Nova 3. Nhưng sao cứ 26 tháng 2 năm 2021 nhỉ? Lúc nãy chúng ta có một cái 19 tháng 2 năm 2021. Chắc là cái này cay cú lắm. Để đến ngày hôm nay report. Vào 4 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2021, em có sở tách cùng 4 anh em bạn, 4 anh bạn đồng bào thiện lành, đúng. Mọi chuyện đang yên bình như Vĩnh Yên thì thằng Brian tin địch có dấu hiệu khả nghi bằng những cầm AK-47 chạy vào Flick vào mồm bọn em. Hắn ta chạy như một con hổ đói trên bàn tiệc muộn. Văn ở cái làng mịt mày khắm. Bàn tiệc muộn là thế nào? Mày giải thích cho tao cái bàn tiệc muộn là thế nào? Đang không hiểu cái con hổ đói nó trên bàn tiệc muộn nó là như nào, chưa hình dung được. À, tức là như này. Em đi ăn cưới không? À. Đây anh sẽ giải thích cho em đi ăn cưới cũng thế thôi. Tức là bàn tiệc muộn là còn rất ít đồ ăn. Đúng rồi. À, tức là con hổ đói trên bàn tiệc muộn là phải vơ vào, vơ sạch hết. Tại vì nó còn ít đồ ăn, không thừa ra gì nhiều cả. Đấy, cứ tạm hiểu như thế. Hắn ta chạy như một con hổ đói trên bàn tiệc muộn. Vì em xem demo thấy đầu rao toàn đứng ở nhà. Tàn sát team em với số Q là 40. Bonus là thằng này có cả một dao, một găng. Hấp dẫn rồi đây. Sau khi em tải demo vào check thì có khả năng 80% là tên này sử dụng phần mềm. Em không dám chắc suy luận của mình vì em còn nghi ngờ trình độ bản thân. Mong mọi người xem xét thằng này cho vào tù. Em chúc hai anh cùng mọi người stream vui vẻ. Dao và găng mà bắt đầu từ tháng 2. Bây giờ chỉ cần check inventory nó đã chạy đồ đấy đi chưa? Đúng rồi. Phải có cái chuẩn niềm tin. Đúng không? Động lực để anh em mình làm cái demo cuối cùng cho nó phải từ đấy thôi. Cái demo cuối cùng này tôi xin thông báo với các bạn là nó phải đổi bằng tiền, đúng không? Tức là câu chuyện đây là thằng hack nó phải đánh đổi cả rất nhiều tiền của nó vào trong câu chuyện này nếu mà nó là một người hacker. Đó. Căng như dây đàn. Căng thật nha em, đéo biết là nó report thằng nào. À đây thằng Bright tin địch. Bright. Ok. Ok. Đây rồi. Sáng đi. Tìm vào Bright luôn. Đây Bright ngay từ đầu. Đấy. Đây luôn. Vào xem mày găng dao nó như nào đây. Ủa tên rồi. Chu rep hack dog. Chu rep cheater. Chu rep with silver skill. Inventory. Nó chạy rồi, chạy rồi. Chạy chưa? Chưa chạy. Không. Ủa Azimuth luôn này. Găng này. Wow. Này, lát kiểu mình làm một cái deal. Nó nếu mà nó hack thật mình làm cái deal. Mình còn nghèo mà bom còn đang chờ donate các bạn đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ viết cho nó một cái inbox. Bảo hey man, tao biết mày hack. Nếu mày cho tao nửa số skin trong số hòm, tao sẽ không up link lên. Đây là dao là nó đổi sang skin rồi. Nó đổi sang chắc là trang 2 của nó, trang 2 của nó có không có gì. Trang 2 con dao default thôi. Có mỗi con găng này. Con găng này khoảng bao nhiêu tiền? Con găng này Battle Scar. Đây em làm quả là biết gì đâu. Nhưng cũng tín đấy, phần mềm mà mày dùng mà các đấy. Thứ là cũng tín đấy. Con găng của nó là con Battle Scar. Là 4 triệu. Cũng được. Gia đình có điều kiện. Con Asimov giờ. Asimov này là con Werewolf cũng được. Bây giờ nhá. Mày được copy cái dòng chữ này. Dịch ra từ Trung Quốc sang Việt Nam là cái gì? Trung Quốc sang Việt Nam. Tại vì thường nó đặt nêm tác nó thường đặt có ý nghĩa đúng không? Đúng rồi. Thử tò mò một tí. Dịch. Đấy, dịch thử xem nhá. Từ Trung Quốc, từ tiếng Trung. Tiếng Trung. Tiếng Trung Quốc ở đâu? T. T. Tiếng Trung giản thể. Giản thể. Tiếng Trung phôn thể. Cũng cùng nghĩa. Đan quay tên người. Đan quay và bạn. Bà bạn. Tôi muốn tham gia. Kiểu gì? Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm luôn. Đúng rồi, xem thằng này gan thật, thằng này cầm găng trong người mà gan thật. Ôi đây con dao này, hôm đấy là nó dùng dao. Hôm đấy dùng dao. Mới đổi. Đấy.
Sao kê luôn vào đấy nhở? Sao kê xa thế nhở? Tâm đặt một cười vãi. Nhưng mà lúc nào có địch thì Tâm lại đặt chuẩn thế này. Bên kia làm gì ấy? Siêu mèo thằng thế cầm dao bắn đi ạ. Không biết luôn. Tu đi mà. Bên kia là tên hay nhở? Tu thành hòa. Mày nhìn thằng Simple. Sim kiểu dép giữa thằng Simple với cả bom biết. Bom dưới B kìa. Ờ đây. Sau này thằng này vẫn cầm Glock nhá. Không thèm đổi súng luôn. Không nhặt bom luôn. Ừ. Đây. Đây nó về. Nó AFK hay sao? À không, nó vẫn giữ nguyên tiền. Đâu rồi. Thế hôm nay không làm gì? Tâm nó cứ kinh thằng này như kiểu Tâm nó như kiểu nó bị kiểu không. Chậm chậm ấy. Nó. Nhưng mà nhiều Tâm nó bụt cười quá. Ơ sao nó vẫn KCT 1v1 mà. Ờ. Biết địch kiểu quát mà. Ờ. Muốn nhặt Eagle. Bắn như cái kiểu là nó êm ấy nhỉ. Bắn vào mặt đấy. Bắn kiểu đọc cái vào đầu luôn ấy. Ủa, AK C1 luôn này. AK C1 mới đổi đấy. Thầy đi bụt cười vãi. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Ra chẳng. Thầy đạn, bắn 3 viên thầy đạn. Giống anh đúng không? Đặt cho vui. Biết luôn đồng kia ở kia. Đây nó biết rồi đấy. Đúng rồi. Đấy, nhìn dưới. Nhá là nhá với ông trong thư viện này. Lại vẩy lên bắn thử. Đấy, lại đầu. Thằng này nhưng dùng êm. Cả êm cả vua. Cả êm luôn, đúng không? Tiếp nha. Thấy không? Lần này thì nó lại không lên mid bởi vì nhìn bên kia là có một ông kê mid. Đấy. Ông kê rồi, phải kê tâm sát tường như này bắn nó xong một kỳ vực. Đấy, nhìn anh thấy không? Nhìn tường thôi. Cứ là thật, nói chung là Tâm mấy thằng cứ như kiểu tông giật nên là biết ngay. Nhìn là biết đúng không? Mẹ mày, tông thì Tâm thì kiểu tông giật, bắn thì kiểu dân tộc. Vân vân. Đấy, Tâm thì bắt rất là mông lung khi mà không có địch. Cực kỳ mông lung luôn. Kể đồng đội luôn. Anh toàn đứng AFK thì ấy. Anh thấy không? Ui dồi. Hay không? Khéo không? Ê, thế này nó còn chiều ngươi luôn. Nó quá chiều ngươi luôn. Đoán nó sao được? Thật. Đấy. Quá khéo luôn. Ê bot. Thầy như ê bot. Chiều ngươi nữa. Xem. Quay. Thôi, con này bỏ đi. Dao giết cái thứ mà vẫn dùng. Đúng rồi. Không chưa, tức là mẹ cũng không dạng nhiều tiền đấy. Nhiều tiền. Thằng này gia đình kinh tế cao, khá giả đấy. Tâm đặt đúng là chán đời luôn. Cực kỳ chán đời luôn. Đấy, lắc cho đỡ mỏi tay, nó díu quá ấy. Tâm cờ tông giật, cờ dân tộc luôn này. Không ra. Đấy, anh nhìn đâu. Tâm đặt đấy, không nhá, đặt tường. Cứ nhá cái tay vịn nữa. Đấy, nhìn anh nhìn đâu. Tâm cứ học đặt như bên này, để nó nhìn bên phải được, thấy chưa? Đây là bắn 16-9. Đấy, không thấy đâu, bắt đầu lên. Ui, còn bết đồng đội. Thằng này tàn bạo thật. Ui dồi, đồng đội quạt quả bom vãi luôn. Đỉnh đéo chưa đồng đội. Quạc kiểu. Đồng đội quạc hẳn một đoạn rất dài. Cho nên em có bọc view cái. Bố mẹ ở đây, này. Đỉnh đéo chịu được. Suy nghĩ của mấy anh em này ạ. Một bắn luôn, anh thấy chưa? Rất là lộ liễu luôn, quả đấy đục luôn ấy. Quả đấy chưa nhìn thấy gì đâu. Để xem nó xử lý. Biết luôn ở dưới chân này, anh thấy không? Thấy không? Biết dưới chân luôn này. Để xem nó xử lý. Ôi dồi. Rất đẹp luôn, thằng này nó em bot đấy. Đúng rồi. Bắn luôn này. Ôi dồi. Thôi. Qua kê thì thường cứ phải gọi là đỉnh luôn.
Sợ thật. Găng rồi cái thứ đấy. À, off của nó. À đây là off đấy nhặt. Này, bắt đầu chạy shopping này. Nhìn đấy, anh thấy không? Kia chưa lộ nhá. Ờ, kê nhá. Đó thì lại bóng à. Bóng em, à, bóng ai đó lại vụt vụt vàng vụt qua nơi đây, đúng, đúng không? Rồi. Mẹ mày lại cô chủ nhà và anh mẹ mày. Ồ, thế hôm nay toàn Inferno em ạ. Ờ. Ủa, Valorant một ngày on Inferno ạ. Không có một cái map nào khác luôn. Ôi, bình thật. Sợ thật. Inferno giờ này lại nhiều anh thợ ống nước thế à? Đây, anh nhìn nó đi tìm. Đúng kiểu là biết hết, bố biết tuốt, vẫn phải diễn tí đã. Ui giời ơi, kê tự tin không? Mày giữ ra, mày ra. Đây, đặt hẳn tâm vào tường luôn anh ạ. À, đây, ôi, đây, kiểu sắp ra đấy. Lại sợ. Ôi rồi đặt bom cái đi. Phải luôn. Đầu cận mòi. Thằng này các bạn phải có nỗ lực vào, các bạn nỗ lực cho nó bay con mẹ nó găng ngủng đi. Bình thật sự luôn. Đấy, snap luôn. Ôi giời ơi, chờ người nơi ấy. Chờ hoài là phải thấy luôn. Giả vờ. Tàn bạo thật. Biết lâu rồi đấy. Thật. Giả vờ tí. Đấy. Ôi giời ơi, đục trước. Cái gì đấy. Chán thật trường hợp. Không dám bóp cò anh ạ. Nhìn thấy rất là rõ nhưng không dám bóp cò. Lộ quá. Lộ quá là đang đang diễn. Đang trong giai đoạn diễn xuất. Chứ ai biết là tao hack đâu. Chứ ai biết là tao hack đâu. Tao đang diễn. Đấy. Không thể để lộ được. Đấy. Cày quá rồi ạ. Đấy, bây giờ xem. À, thằng này kiểu gì nó ngó ra. Kê trước. Nó lê theo cái vết thằng đấy bò ra luôn. Địt mẹ em mà lết luôn ạ. À. Không may là kê lết, trúng. Lết, đúng không? Lết theo đúng cái nhìn thằng lồn đấy luôn. Mà. Chịu thật. Khổ vãi đai ạ. Này luôn, xem anh diễn nốt. Rồi, lại có anh ở mid nữa. À, thấy thêm quả sấm ốc nữa. Ôi, biết rồi nhá. Nào. Tìm nhau. Ôi, nó đi vào chứ thật kìa. Ôi, thằng kia nó móc rồi. Đấy, bây giờ. Ôi, khó. Lúc đấy nhá này, ba phân tâm quá. Ba hướng liền. Chịu luôn. Thằng này thì nhiều dao súng thì anh em gọi là giàu nhất trong những thằng bị report. Mẹ mày, lấy cả ID, ai đủ sở tin của nó anh em ạ. Anh em vào xử lý, kiểu gì anh em chả vào chửi nó. Cho nó chạy đồ, tôi lạ gì, em tôi cho anh em vào chửi luôn. Cho nó chạy đồ, cho nó bay nick cũng được. Đừng cho nó chạy đồ. Mình làm sao được, nó đang để mà comment đi kia. Kiểu gì mấy anh em ở trên kênh. Anh em đừng có chửi nó, cứ âm thầm report thôi. Không, kiểu gì anh em cũng chửi nó. Em quen rồi. Anh em đéo chiến thuật gì cả. Anh em mình là phải làm một gia đình. Một gia đình là phải report hết mình. Anh lại còn đi vào chửi nó để nó biết nó chạy đồ trước thì chết.